Em xin chào các chị em đang xem video của em nhá. Thì có chị khách ấy đặt mua của em là cái xịt họng và cái serum để làm dưỡng ẩm da đấy. Thì em có giới thiệu cho chị cái là cái serum hiện em đang dùng là có tác dụng vừa dưỡng da mà vừa làm trắng da đấy cả nhỉ. Em vừa mới tắm gội xong thì mặt còn đang ấm này, thì em sẽ dùng luôn cho mọi người xem nha. Thì cái này là hãng của Dersen cả nhà. Dersen này, cái này em dùng lâu rồi nên dùng lâu lắm mới hết cả nhà. Bây giờ nặn xịt là nó không ra được nữa, bởi vì em dùng nhiều rồi ấy. Giờ phải mở nó mới ra. Đó. Thì cái này mình không cần dùng dưỡng nhá, dưới mặt xong mình dùng trực tiếp luôn được. Sau đấy là tán đều nó ra. Cái này ra ngoài là cũng không cần. Cái này có tác dụng cả chống nắng nữa luôn rồi cả nhà. Nên là không, mọi người dùng cái này rồi thì hơi không cần dùng kem chống nắng nữa nha. Cũng không cần dùng phấn nánh nữa, bởi vì nó đã lên tông rồi. Và em chọn cái màu hơi giống cái màu da của mình á, để không bị sáng quá. Serum mà lại kết hợp với BB ấy cả nhà. Cái chỗ này là sẹo, là ngày trước em bị em thấy cái nốt ruồi này. Nó bị lõm cái chỗ đây này. Đánh tay trái nó không thuận. Này, nặn không ra được nữa này. Nặn không ra được. Thì em sẽ phải mở như thế này. Thì em lấy cái phần ở gần miệng của nó. Nhìn vào gương này dễ hơn. Gương đằng trước mặt. Đấy là người ta là dùng một quẹt ở các cái điểm quan trọng không nào. Xong nó bắt đầu cái tán ra. Em này cứ quen dùng ít ít một thế này á, mình ước lượng được cái kem mình dùng bao nhiêu. Tán này nha. Tốt nhất là mọi người nên vỗ thì nó sẽ thẩm thấu vào cái da mình, nó sẽ tốt hơn hơn là mình quẹt ngang thế này. Mình quẹt ngang thì nó sẽ không không được đều kem, không được mịn kem mà lại còn loang lổ ấy. Cái này là em dùng lâu rồi á, lười dùng nên là cả năm mới hết. Cả năm mọi người có thấy sáng không, hay là tại cái mặt em nó sáng sẵn rồi, tại cái ánh điện nó sáng, chứ em nhìn ở ngoài là nó đã khác hẳn với cái lúc nãy rồi đấy. Nếu như mà khô da ấy, mọi người, cái này nó hơi bị đặc khô ấy, thì em sẽ dùng cái bông gòn này cho cái nước giống như dạng sệt sệt giống như gel ấy, hoặc là nước hoa hồng của mình cho vào cái bông gòn này mình tán thì nó sẽ rất là mướt cái da của mình nha, giống như mình trang điểm luôn rồi đó. Gương to gương nhỏ các loại gương. Không bị mốc nha cả nhà. Không bị mốc mặt. Bây giờ mà mọi người dùng à. Đây này. Em dùng cái phấn nước này này. Ba chị em đấy. Mà nó vẫn cứ bị mốc mốc ấy cả nhà. Em vẫn chưa học được cái bí quyết mà để dùng kem nước không bị mốc mặt. Thế nên là em dừng dừng cái phân nước này, em dùng cái này thôi là nó đủ sáng.
cái nào cũng hết mỹ phẩm của em này, cái nào cũng hết này, chuẩn bị này phải đi mua cái khác. Cái này là thì em dùng cái của Nhật cũng hay lắm cả nhà, lotion này. Lotion của Nhật này, dùng của Nhật cũng thích, của Nhật nhưng mà em mua tại Hàn đấy cả nhà, mua ở siêu thị Emart. Đấy, khá đều đấy cả nhà. Đó, khi mà đi ra ngoài thì em sẽ đánh ở vùng cổ đó, để cho không bị lộ giữa hai phần mặt và cổ. Em thấy nha, em đi ăn nhà hàng mà cái bà cô ấy, bà trang điểm cái mặt bà mịn, bà đẹp lắm, son lên cũng đẹp lắm, mà trời ơi cái cổ bà không đánh cái cổ, tự nhiên cái phần này giống như bà đeo cái mặt nạ đi diễn kịch đấy cả nhà. Không biết sao bà lại không để ý ấy. Bà chỉ đánh mỗi cái phần mặt không thôi. Em chuẩn bị đi ra ngoài ấy, nên là em vừa tả diễn tả cho mọi người xem thì em sẽ vừa làm. Đó, hết. Cái này mình cũng dùng, đừng có dùng lớp dày mà nó khô mọi người ạ. Dùng lớp mỏng mỏng thôi. Em dùng xong em bắt đầu với sấy tóc. Đó. Bởi vì là cái da mặt mình tắm xong nó còn đang ấm nên là mình sẽ phải phải làm luôn. Phải thoa cái serum này luôn đấy. Mọi người cần mua thì inbox cho em nha. Em biết đến cái dòng sản phẩm này là vì sao em lại biết? Bởi vì là cái ngày xưa ấy, ông xã mà em đang ở bên Nhật, ông xã có về Hàn Quốc, ông xã chơi sau đó là ông xã mua quà về sang như em, thì ông sẽ mua một set cái serum này, à cái mỹ phẩm C The Same này, thì được các nhân viên ở sân bay người ta tư vấn cho là cái dòng này tốt đấy. Thế là ông xã mua tặng quà cho em, vậy là em dùng em thấy hợp, thế sau là sang này bên này em lại dùng tiếp. Ai, đó là rồi 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 vậy nha, em đã review cho mọi người xong cái serum kết hợp 3 trong 1 dưỡng ấm này, làm trắng da này, mà có gọi là chống nắng đấy nha, có tác dụng chống nắng này. Tinh một lọ rất là xinh xắn thế này. Em đã xây tóc xong rồi, rồi bây giờ em sẽ dùng cái son này cho mọi người xem nha. Đây là son nước của ba chị em ấy nhỉ, giá rất là bình dân thôi. Em là đồ tiếc tiền nên em không bao giờ dùng đồ đắt cả nhà, em chỉ dùng hàng bình dân. Mọi người thấy lên màu có đẹp không ạ? Rất là đẹp phải không mọi người? Để cho nó khô một lúc đã, xong rồi mình mới thấm cái giấy. Nếu như mà bôi lại lớp nữa thì sẽ rất là bền màu, ăn uống là không trôi. Cái son này dùng rất là thích cái nhỉ. Đó, mỗi lần em đi ra ngoài em chỉ dùng nhẹ nhẹ như thế này thôi. Son bình dân thì cứ IV cho em nhé. Mình dùng hàng bình dân ấy, mình không thích thì mình thay loại khác thì sẽ đỡ sót tiền hơn, chứ mà mình dùng đồ đắt tiền mà mình không hợp xong mình bỏ mình rất là tiếc tiền đúng không cả nhà. Với chính sách của em luôn luôn là chính sách tiết kiệm và chất lượng. Đây mọi người, dùng cái giấy này nó thấm không ra nhiều đâu cả nhà nhé. Đó, nó khô đi rồi thì nó sẽ thấm không ra nhiều.
Lát nữa nó khô đi rồi thì lúc đó mình ăn uống thì nó sẽ không bị trôi này. Rồi mình uống vào cốc nước nó không bị dính vào cốc này. Em sẽ lấy cốc nước thử cho mọi người xem nha. Đây nha cả nhà, cốc nước màu trắng nha. Mọi người thấy không? Nó không hề có cái vết trên son trên môi nữa nha. Còn nếu như mà ai thích đậm ấy, ai mà thích đậm thêm nhá cả nhà, thì sẽ tô thêm một lượt nữa. Sau đấy là mình lại cũng đợi khô rồi mình thấm giấy thì nó sẽ lâu trôi. Mà nếu muốn để cái độ bóng của nó thì mình không thấm giấy cũng được. Đấy, rất là đậm luôn. Cái môi trên thì mình không không đánh đánh nhạt nhạt thôi cho nó xinh, không nên đánh đậm cả hai môi giống nhau thì nhìn sẽ rất là ghê ấy cả nhà. Nên mình chỉ đánh một phía dưới thôi đó. Em thường là không có giỏi về mỹ phẩm đâu nha, à, hôm nay cũng mạo muội thử review xem là có được mọi người chào đón hay không. Đấy mọi người. Còn mắt với má hồng thì thôi em không làm, em chỉ đánh như thế này là đi ra ngoài thôi ấy. Ở trong này điện thì nhìn nó sáng sáng cái răm, nhưng mà ở bên ngoài thì nó không sáng lắm đâu cả nhà. Nó không trắng bạch như thế này đâu cả nhà. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng đấy cả nhà, phù hợp cho những chị em tuổi trung niên giống như em này. Còn các em bé, à quên, các em thanh thiếu niên thì các em thích sặc sỡ hơn thì các em sẽ làm đậm màu hơn. Còn như chị em mình phụ nữ 30, 40, 50 tuổi thì sẽ dùng như em thế này thì sẽ nhẹ nhàng đúng không cả nhà. Đó. Cái mí mắt của em bị sụp, em đang muốn đi cắt cái mí mắt này. Ba Kim nhìn thấy ba Kim lại liêu đứng ngay. Rồi đây cả nhà nhá, cái son này dùng khá là thích, đây là màu hồng đào ấy cả nhà, màu trẻ trung tự nhiên đấy cả nhà nhá. Rồi cả nhà muốn mua gì hãy vào Facebook và Zalo của em để inbox cho em nha. Em cảm ơn cả nhà.